chia sẻ giùm nha bà con. Thằng này tên là thằng Định đó, nó đeo cái carol màu đỏ, nó xua tù qua coi như nó áp đảo dân luôn nè. Đó, đất của dân chồng chính thằng này hôm bữa giờ là nó cho tù đi nhổ nè. Đó, hôm nay nữa là bây giờ là tù công dân, hôm nay là trồng đồ xong hết, hôm nay xong hết rồi, chỉ có buổi sáng ngày hôm nay dân không vô thôi. Có dân giữ là nó không qua, dân không vô chỉ có một buổi thôi mà nó qua nó nhổ hết của dân xong nó trồng lại nè. Làm ơn xin cục bộ đồ nhúng tay can thiệp vô dùm cái sự việc này đi, chứ kiểu này là cái chạy tù này là ông Nguyễn Công Thình ổng vô đây ổng áp đảo dân kiểu này là không thể được rồi. Ông Nguyễn Công Thình ổng mới lên được chỉ có một tháng nay mà ổng đã xua người làm như thế này. Cách đây 8 năm về trước ổng chỉ là phó giám thị, ổng đã muốn chiếm cướp rồi, không được. Hôm nay lại như thế này nữa. Đây nè, đây là nó ép cho dân chết đây nè. Đó, dân đã trồng hết xuống dưới đây rồi, làm sao mà ngày hôm nay nó lại chỉ có một buổi dân không vô thôi. Đó, coi cái bãi mì của dân như thế này mà nó nhào lên như vậy, xong mới để các bạn đất an ninh coi có ai được hay không. Cướp gì mà cướp trắng trợn, cướp giữa ban ngày. Đi về bên kia, tao mà giúp mẹ mày luôn chứ mày nói sao. Đây, coi công an gì đây, đứng xuống đây, coi công an gì đây, coi công an gì đây. Đây, mày là công an gì, là cán bộ gì, quay mặt lại đây. Cán bộ gì đây, cán bộ gì đây, đây đứng đây nói trực chiến nè. Tại sao phải ra ngoài, đất tôi đang trồng một bãi mì như thế này, tại sao tôi phải ra ngoài, tôi không ra ngoài, tại sao phải ra ngoài. Đây, công an quýnh dân nè, được chưa, công an chụp kê dân nè, hả, công an gì mà dưới đây đây, cái gì đây, công an không để bản tên nha, công an không có bản tên, thì anh này từ ở đâu tới, đi ra khỏi đất tao, đi ra khỏi đất tao, tên mày là tên gì, đưa ra, cán bộ gì, hả, tại sao quýnh dân, tại sao quýnh dân, đây, cái máy này nó cầm trên tay đây, hả, chính tỏ là dân đã trồng rồi, một buổi dân không vô, nó xua tù vô đây, nhổ hết của dân, nó không ra đấy. Làm gì phải ra, không ra, đất nó không ra, làm gì, hiếp dâm hả, hay làm gì, công an gì mà kê mặt sát dân như này đây, hả, làm gì dân đây, hả, công an gì đây, hả, công an gì, bây giờ con muốn nói với chuyện cái chơi, kêu tù về, bãi mì tôi đang trồng như thế này đây, tại sao mà lại lén lén lúc lúc, tôi trồng từ bữa giờ tới giờ rồi, hôm nay tôi chỉ không vô nửa buổi, vô hết của tôi cho tù làm, tại sao, anh là cái gì đây, anh phải có bản tên. Chị cho em nói chưa, cho chị cho em nói đã chứ. Rồi, nhưng mà nói chuyện với chị, em bản tên em là người từ đâu tới. Được, chị phải để cho em nói chứ. Rồi, rồi. Em nói như này, em là Cao Văn Cường, công an huyện. Em mới về công tác bản tên công an tỉnh Châu Phiệp Kiệp Pháp, được chưa? Em công an... Vậy, bây giờ chị không biết em lại, em không bản tên, em mới nói chuyện với chị, em không có bản tên và em không có ai. Bây giờ, thôn xã không dẫn vô đây, em từ đâu tới? Hôm bữa giờ là ông Thành, ông đã đưa như mấy người ở dưới huyện lên đây rồi, không có tên tuổi, không có gì hết. Bây giờ chị không nói chuyện với em không có bản tên. Và không có... Bây giờ chị nói nè, phải có thôn và phải có xã vô đây thì chị mới nói chuyện với em. Bây giờ công an giả nhiều lắm, chị không biết công an nào là công an nào hết. Bây giờ tốt nhất là đi về công an giả. Đây nè đó, coi có ai được hay không. Công an áp đảo dân này, chính anh Dũng Sửa này cũng biết tôi trồng chuối nè, tôi trồng điều nè, công an cho nhổ hết của tôi nè. Hôm nay tôi nghỉ mới có nửa buổi, những cây điều, những cái cây của tôi trồng lại nhổ hết mà cho quân toàn coi nè. Chỉ có một buổi thôi, cho quân bao nhiêu quân đây xâm nhập của tôi đây. Một cái bãi mì của tôi đang nằm đây. Đây là huyện Ma Rà Đất, tỉnh Đắk Lắk nè. Km 76 do ông Nguyễn Công Thình đây nè, cho chó đồ ra để áp đảo dân luôn nè. Đó, vô cầu chiến đi ra ngoài. Tôi không ra ngoài, đất của tôi không ra. Đây nè, hiếp dâm người hay sao? Hả? Công an gì mà phải nói với một người phụ nữ ra tay ra chân như thế này đây? Hả? Công an gì? Tại sao mì tôi đang trồng dưới đây? Tại sao tôi phải ra? Đi về bên kia, ăn cướp của tôi hả? Nhưng sao? Chú làm gì đây? Làm gì? Coi coi coi. Đó, cái hàng ngũ ông công an gì mà nói chuyện một người đàn bà, một người phụ nữ mà dưới này đây. Hả? Không cần phải múa tay múa chân dưới này đâu đã. Thấy chưa? Còn bây giờ các anh này em cứ nói rằng là công an huyện. Chị không nói chuyện với em bởi em không có bản tên. Em không có bản tên và em không có thôn xã. Bản tên là chỉ gọi là mạnh yếu thôi. Chị có công an thôi.
tôi chưa thấy một người nào gọi là thôn và xã của tôi tới đây cho tôi. Mà tại sao đất tôi làm tại nhà cho người xâm chiếm của tôi như thế này đây? Hả? Tại sao cho tôi đây? Mà cái người chức lớn đâu? Người nào như thế nào đây? Chị bây giờ chị không cho nói là bởi vì chị không biết em ở đâu. Bây giờ công an giả nhiều lắm. Chị không có tên phủ. Bây giờ tại sao chứng minh bao nhiêu người cũng nói bao nhiêu bộ đồ của em? Ai không cửa? Hả? Tại sao? Bây giờ trong khi một cái bãi mì tôi đang trồng như thế này đây, tự dưng hôm nay lại cho đây có anh Dũng Sửa này đây, anh là cán bộ nhỏ của tôi hết. Hôm nay tôi chỉ vô tôi trồng hết rồi, mà tại sao tôi mới không vô nữa? Buổi nhỏ của tôi hết đây, có ông cán bộ Dũng này đây, đó, đây Nguyễn Tiến Dũng đây, chính anh cũng biết tôi trồng chuối và trồng điều nha, nhỏ của tôi hết, tôi trồng cái cây cây rừng nhỏ hết của tôi. Vậy thì bây giờ tại sao đất của tôi mà tại sao an ninh đất phòng vô đây lô quân tù về hết, có đất của dân đây, bà con ơi, cục bộ nhóm tay can thiệp giùm cho dân đây, dân dùng ba dân khổ mà tại sao phải đối xử một người phụ nữ, bao nhiêu cái cán bộ công an chiến sĩ này, bữa nay là nửa tháng trời rồi, ngày nào cũng như vậy, nếu tôi vô là lại đi về hết, tôi không đi vô, lại là cho tù qua làm như thế này đây, hả? Không có cái quyền gì để nói chuyện với tôi, bởi vì tôi không thấy thôn thì tôi cũng không thấy xã, phải có thôn xã, tôi không biết không, bởi vì ông Nguyễn Công Thành cứ kêu, kêu hỏi quyền, kêu những cái người không liên quan tới để nói chuyện với tôi không nói, mà bây giờ tốt nhất kêu chủ tù về hết đi, đừng có chấn áp đảo nha. Cái ông này không bao giờ anh chấn đáp áp đảo tôi này nha, anh thấy tôi làm ảnh vô anh chấn áp đảo tôi từ bữa tới giờ, chỉ tay chỏ mặt đồ làm ghê lắm, có ai mà công an gì mà đối với dân mà như thế hay không, hả? Hả? Tôi không phải đi ra ngoài, đất của tôi đang trồng bảy mì, tôi đang canh tác đây, mà tại sao tôi đi ra? Tại sao phải đi ra? Tại sao đất tôi đang làm mà tôi đi ra? Tại sao chăm giúp? Tại sao an ninh? Tự nhiên tôi làm bao nhiêu năm nay, tự nhiên bữa nay vô an ninh là sao? An ninh cái chỗ nào? Mấy anh tới đây mất an ninh của người ta. Hả? Tại sao? Bây giờ kêu ngân lại thì nói tự nhiên cướp đất của tôi mà để tôi ngân là sao? Tôi không nói là sao? Hả? Bây giờ kêu cướp đất, nó về bển đi rồi mới nói. Chứ tại sao bây giờ? Đây! Đây bà con cục bộ làm ơn lên tiếng nói giùm đi. Đây là Nguyễn Công Thành mới lên được một tháng thôi, áp đảo dân kiểu này đây, không có một công văn, không một văn bản, không có một cái gì hết để mà có lời nói hết á, mà tự dân vô đây cướp đất của tôi hả? Mà tôi trồng từ bữa giờ rồi, chỉ có nửa ngày tôi không vô thôi, cho tù nhậu hết của tôi, có ai mà như vậy không hả? Tại sao kêu Nguyễn Công Thành ra đây đi, ngồi trong nhà, ngồi trong phòng kính sướng quá, ở đây dân nghèo mà tại sao mà đối xử với dân kiểu này đây hả? Tại sao mà áp đất với dân dữ vậy? Tại sao? Bao nhiêu cán bộ đây, tại sao áp đảo dân? Hả? Chấn áp dân, dân đang trồng một bãi mì như thế này đây, mà nó dám nói rằng là đất này đất an ninh. Đó, công an chính quyền ơi, cục bộ ơi, dân ơi, lên làm ơn làm phước lên dùm cho cảnh này đi. Cảnh gì khổ vậy, mì của người ta đang trồng như thế này, ô đất an ninh không cho vô là sao? Hả? Kêu ông Nguyễn Công Thành ra đây đi, tại sao mà như thế này đây? Hả? Bây giờ ngân lại chưa? Hả? Hay là bây giờ muốn sao? Hả? Hay là tôi phải chết chỗ này thì ông Nguyễn Công Thành ông mới vừa lòng đấy hả? Ông đuôi thân cho tôi nha. Tại sao tôi phải khổ như vậy? Một bãi mì tôi đang trồng như nè. Bà con ơi! Cục bộ ơi! Làm ơn can thiệp đi! Bao nhiêu mồ hôi nước mắt tôi đổ vô đây nè. Đây đó! Coi công an gì ở này đây? Hả? Một bãi mì công an đang đứng trên bãi mì. Đó! Công an nó giật tôi đó. Tao không lên! Tao không lên! Mày làm gì tao? Mày làm gì mày đánh hiếp dân tao hết? Hay là mày chết tao? Không lên! Không! Đất của tao tao không lên! Hả? Bà con ơi! Hả? Tại sao như này đây? Hả? Đất của tôi mà! Mấy người ơi! Làm ơn ngân lại đi! Áp đảo dân! Hả? Tôi khổ tôi trồng được bảy mì như này do áp đảo tôi! Phải có một cái bằng cớ, một cái chứng cớ gì chứ? Tại sao như này đây hả? Bà con ơi, bây giờ ngân đi, bây giờ ngân chưa, hay là phải có chết trong đây, hay là tôi phải chết đây nuôi con tôi nha. Hả, tại sao tôi có mình đất trồng bảy mì như thế này, đất công an đổi cho bảy mì tôi luôn đó, chứ phải là đất trống đất không đâu, mà tại sao lại thế này. Cục bộ ơi, bây giờ chị Tông Trồng thì chị không biết em từ đâu tới, bữa giờ ông Thành, bây giờ bữa giờ ông Thành ổng toàn là nói ở huyện đâu lên không à, mà chưa thì người nào đích xác, không có thôn, không có xã, không có gì hết, không, bây giờ kêu đem mấy chị tù đi về hết đi, cướp đất của chị như vậy là chị không chấp nhận đâu, lấy súng bắn luôn đi. Lấy súng bắn thì chết luôn đi, lấy súng bắn luôn đi, xong bày nuôi con nghe chị đi, coi có ai khổ cực khổ gì không, tôi trồng một bãi mì như thế này đây, bà con ơi, cục bộ ơi, con Nguyễn Công Thành ông mới lên được một tháng, ông cướp hết đảo của dân nè, một người đàn bà như tôi là miếng đất trồng bãi mì như thế này đây nè, đó,
rồi giờ nó vô được nhổ anh của tôi, xong bây giờ tôi vô tôi phải làm mấy là nó quay về chụp hình tôi đó. Coi công an gì mà phải về không hả bà con ơi. Đó hôm bữa giờ nó cứ đưa là quẹn quẹn nhưng mà không có thơm, không có xã, không có công văn, không có giấy tờ gì hết á. Ngày nào cũng vậy á, làm chớm chớm vô ăn cướp vậy á. Công an gì vô ăn cướp vậy? Tôi làm hôm bữa giờ tôi chồng hết rồi, chỉ có nửa buổi tôi không vô, nó đã nhào vô của tôi như thế này rồi đó. Bà con ơi, chia sẻ giùm đi. Đây là km 76 huyện Ba Đắc, tỉnh Đắk Lắk đó bà con ơi. Bà con chia sẻ giùm đi, ông Nguyễn Công Thành cách nay 8 năm, ông đã cướp của tôi rồi, nhưng ông cướp không được. Lúc đó ông chỉ là phó giám thị rồi. Hôm nay ông lên làm trưởng giám thị, ông xua quân bao nhiêu người đây nè, áp đảo tôi nè. Đó bà con coi đó bà con ơi. Bà con ơi, chia sẻ giùm đi bà con ơi. Đó, đất tôi đang trồng một cái bãi mì thế này nè. Coi có được chưa? Đó. Bây giờ công an vô đây nè, quay vậy nè, đó. Được chưa? Cục bảo ơi. Thanh tra ơi. Được chưa? Đó. Vậy bây giờ ngưng hết đi, ngưng hết đi. Ngưng hết chưa? Ngưng hết chưa? Chị không ngưng lại, tại sao? Ngưng lại, ngưng lại, ngưng lại đâu? Đây, ngưng, Thanh ngưng lại. Vũ dân thắng nè, đó. Cướp đất của dân nè. Tại sao có dân không làm nha? Anh dân không có ở giỏi đâu đây nha. Vô cướp nha. Tại sao như thế này đây? Bà con ơi, đó, ăn cướp của dân trắng trợn thế này đây nè, bà con ơi, coi bao nhiêu đây nè. Đó, cướp đảo nè, đó, chỉ có một người phụ nữ như tôi nè, ngưng cho. Tôi kêu ngưng cho. Tôi không đâu. Tại sao đi ra? Tôi làm bao nhiêu năm này? Mày ở đâu mà tới đây? Mày nói rồi nó không mày. Bao nhiêu năm mà tới đây? Mày nói ai? Hả? Mày tăng vô mình tao nha. Mày chính ra mày. Mày tao hỏi mày nói ai? Hả? Mày làm gì hả? Mày chính mày là cái gì của tao? Hả? Mẹ cướp của tao là nghĩa là sao? Của tao? Hả? Coi nào, bao nhiêu công an nào quay một người đàn bà nào đó làm cái gì đây? Ăn tôi nước sắn tôi hả? Bây giờ chị nói tôi bây giờ ngưng đi là tao nói chuyện. Ngưng đi. Tại sao qua cướp đất của người ta kêu là sao? Hả? Trong khi một bãi mì công an đứng hết lên bãi mì đất của tôi nè. Đi ra. Hả? Tại sao? Tại sao vô đây? Nè coi công an gì mà như vậy đây. Đó. Đi gài bẫy đi cướp đất của dân, xong rồi đi gài bẫy dân đi nhổ đất của dân á. Coi ai mà như vậy không? Hả? Đó, do nơi ông Nguyễn Công Thình đó, ông mới lên được một tháng nay, ông xua công an cán bộ đi ăn hiếp dân kiểu này đây. Coi có ai mà như thế này hay không? Coi có ai mà như thế này hay không?